quý vị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở các quận trung tâm thủ đô vẫn tái diễn. Mặc dù thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội đã ra quân và duy trì hoạt động tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Để có thể đi đúng phần đường đi bộ của mình như thế này thì chắc chắn là tôi không thể đi được. Bởi vì trên vỉa hè là vô số hàng hóa được bày bán cũng như là xe cộ được giải kín trên vỉa hè. Và tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc là đi xuống dưới lòng đường đầy nguy hiểm như thế này. Rất nhiều nơi như thế này dường như nằm ngoài chiến dịch đòi lại vỉa hè của thành phố. Nếu mà được an toàn thì sẽ tốt hơn là kiểu cứ đi vỉa hè như này, bởi vì nhiều khi xe cộ đông đúc đi qua lại, mình đi đằng trước như này, người ta đi sau người ta tông chúng mình cũng không biết được. Theo các chủ cửa hàng, vì tình hình kinh tế khó khăn nên đành bày ra đường để thu hút khách hàng dù đã ký cam kết. Thôi thì bây giờ hàng họ thì nó cũng ấy ẩm, thì nói chung cũng tạo điều kiện bà con bày cái vỉa hè nó nổi để đây có vẫn đi được thoải mái mà. Mình để đấy những người dân thì không đi được nữa. Vẫn đi được mà, chả lẽ phần nào. Em cứ đi, em vẫn đi được bình thường. Ngay từ khi khởi động, nhiều chuyên gia đã tiên đoán chiến dịch dẹp loạn vỉa hè lần này trước sau cũng sẽ thất bại như những lần trước. Bây giờ phân rất rõ vỉa hè nằm ở trong cái đoạn phường nào, phường nó phải có trách nhiệm. Chứ bây giờ không, chúng ta như là cha chung không ai khóc ấy. Cứ nói vỉa hè của cộng đồng nhưng mà là khi lấn chiếm là của cá nhân. Mà nếu mà để lấn chiếm thì vi phạm thì phải cách chức lãnh đạo chủ tịch phường ấy. Vỉa hè lộn xộn như ngày hôm nay không chỉ do lỗi của người dân mà chính quyền cũng có trách nhiệm không nhỏ bởi sự buông lỏng trong quản lý. Các chuyên gia nhấn mạnh câu chuyện chấn chỉnh vỉa hè nếu không có lộ trình bài bản, có sự chuẩn bị về hạ tầng cơ sở, chính sách rõ ràng cho người dân sinh sống mua bán nơi hè phố, hay việc thay đổi thói quen của người dân đã hình thành từ lâu, thì chiến dịch này mãi chỉ là con số 0. Thưa quý vị, trước việc nhà xe Thành Bưởi dừng chở khách, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết đã làm việc với các bến xe liên tỉnh nhằm tăng cường xe đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Liên quan đến thông tin tạm dừng tất cả các chuyến xe của nhà xe Thành Bưởi được đăng tải trên website chính thức của công ty này, phóng viên đã tìm đến trụ sở của nhà xe Thành Bưởi để làm rõ sự việc. Qua thông tin tìm hiểu thì xác định bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày hôm qua, toàn bộ tất cả các chuyến xe đã tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Thông tin từ nhân viên của công ty này, hiện hãng vẫn duy trì dịch vụ vận chuyển hàng hóa đối với những hàng hóa đã được đặt vận chuyển trước đó. Còn với những hành khách đã mua vé thì sẽ được nhà xe hoàn tiền. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM thì cũng cho biết đã sẵn sàng các phương án tăng cường thêm 100 xe khách đi Đà Lạt. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã làm việc với lãnh đạo của bến xe miền Tây để tăng cường các chuyến xe đi Cần Thơ và ngược lại, đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Trước đó, lực lượng công an và các đơn vị liên quan đã kiểm tra hoạt động nhà xe này ở TP.HCM và Đà Lạt. Việc khám xét tập trung vào những hồ sơ mà Sở Giao thông Vận tải TP.HCM chuyển qua. Hãng xe này cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu và hệ thống máy chủ. Theo kết quả kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, hãng xe Thành Bưởi để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý xe, tài xế, hợp đồng chở khách, điều kiện an toàn giao thông. Qua thời gian kiểm tra hồ sơ và tài liệu do công ty Thành Bưởi cung cấp, giải trình, đối chiếu với các quy định pháp luật và tham vấn ý kiến của một số cơ quan chức năng, phát hiện 8 lỗi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Hôm nay, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi sẽ bị xử phạt 90 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đó là tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải từ 1 đến 3 tháng. Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này. Lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận, làm quen với những trẻ em hoặc phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm với thu nhập cao. Và khi đã tạo được lòng tin thì các đối tượng buôn người sẽ móc nối và bán các nạn nhân sang bên kia biên giới. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi cho nên việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời vẫn còn rất nhiều khó khăn. Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa triệu tập 3 đối tượng Thảo A Dơ, Sùng A Sì và Hoàng Thị Xuyến về hành vi mua bán người. Nhóm đối tượng đã lên mạng xã hội để làm quen với các cô gái. Khi nạn nhân sập bẫy, các đối tượng đã lừa sang bên kia biên giới rồi bán cho người khác. Là tỉnh biên giới nên Lào Cai vừa là địa bàn trực tiếp, vừa là địa bàn trung chuyển của tội phạm mua bán người.
loại tội phạm này chuyển cách tiếp cận từ trực tiếp sang gián tiếp. Cùng với sử dụng mạng xã hội để trao đổi, giao dịch nạn nhân, các đối tượng còn môi giới qua nhiều khâu trung gian khác nhau. Một số đối tượng mua bán người đã dùng cái thủ đoạn là giả vờ yêu đương, đưa rủ nạn nhân ở các tỉnh nội địa đến Lào Cai để đến thăm gia đình, sau đó lừa đi tham quan sang qua Trung Quốc và sử dụng cái giấy làm cái thủ tục để xuất nhập biên qua cửa khẩu đi thăm thân và tham quan du lịch và đưa ra nước ngoài để ép bán. Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 840 nạn nhân bị mua bán trở về, trong đó 320 nạn nhân là người địa phương. Hầu hết nạn nhân đều là những người sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chủ yếu không có việc làm, thiếu hiểu biết xã hội, nhẹ dạ cả tin. Trong những năm vừa qua thì chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các nạn nhân bị mua bán trở về. Khi mới đầu về thì hầu hết các em này đều hoảng loạn về mặt tâm lý, các em bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Do đó mà chúng tôi đã phải mất rất nhiều công phu và thời gian để ổn định về mặt tâm lý, rồi chăm sóc chữa bệnh, kết nối với lại bệnh viện tuyến trên để thăm khám và chăm sóc sức khỏe cho các em. Với lợi nhuận từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng khi mỗi phi vụ, nên các đối tượng không từ thủ đoạn để lừa bán nạn nhân. Cảnh giác với các chiêu trò của đối tượng lạ mặt sẽ giúp các nạn nhân không sập bẫy của tội phạm mua bán người.